Đây bịt mới này, hay này. Không cạn. Em sẽ sửa cái này. Tháo cái này sẽ dùng như tấm vít này. Tháo hai cái con ốc này ra. Đây, hai con ốc này. Đó. Và trước khi tháo hai con ốc này mình sẽ rút cái này ra này. À, hai con ốc rồi ra. Sau khi mình tháo con ốc rồi ra rồi thì mình sẽ nhấc ra. Mình sẽ dậy lên đây. Ui, các bạn nhìn thấy đây. Kiến làm tổ đây. Đâu? Tổ kiếp không? Đó, kiến làm tổ đấy. Rất nhiều đồng hồ bị kiến làm tổ này. Đây là một trong những hợp đấy. Đó. Đây thì máy này thì rất là bẩn, phải lau dầu thì là ok thôi. Đây này. Do nó kiến nó vào nó làm tổ này nên nó bị hiện tượng này thôi. Đúng không? Bây giờ sẽ vệ sinh cái đồng hồ này. Đó. Tẩy nó ra. Đó. Đó. Rất là bẩn đúng không? Mình tháo hai cái nẫy này ra này để nhổ kim ra nhé. Đây, các bạn nhìn thấy hai có hai cái nẫy đồng hồ này. Em chưa thấy ai chia sẻ sửa cái đồng hồ này à, nên là em chia sẻ. Đó. Này các bạn nhìn thấy không, các bác có thể lấy ngược được cái này. Sau đó là các bác thổi bụi này đi nhé. Nậy nậy ra này. Đó. Đó. Sau đó mình sẽ tháo mặt kính này ra. Tháo mặt kính này ra thì mình mới lấy nhổ kim nó được. Đó. Và bây giờ mình sẽ vệ sinh này. Đó, vệ sinh này. Vệ sinh chỗ này đã nhé. Để vệ sinh cái đồng hồ này mình dùng cái bàn chải, chải bỏ đi ấy, mình sẽ vệ sinh. Hả? Rất sạch. Bởi vì nó chỉ cần bụi vào cái này nó bẩn thôi mà. Đó. Đó là dùng cái bọn có bụi mình thổi đi. Đó. Và bây giờ mình sẽ tháo cái ốc này ra. Đó. Có hai con ốc rồi. Đó. Đó. Mình sẽ nhổ cái kim này ra nhé. Đây nó có 5 kim rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy nhé. Có 5 kim tất cả. 1, 2, 3, 4. Đó. 4 kim thì đó. Đó. Bây giờ em sẽ tháo tiếp này ra. Để cho nó gắn keo. Đó, nhìn thấy nó gắn keo này. Đó, mình sẽ tháo keo này ra. Đó, keo này. Đấy, gắn keo. Keo này keo gắn kính. Này, khá là dẻo. Sau đó mình sẽ nạy keo. Này, các bạn nhìn thấy vẫn còn bụi này. Đó. Nạy khéo thì nó sẽ ra được. Đó, treo gắn đi. Đó, em sẽ bỏ cái bụi bẩn này đi. Lau đi. Đấy, các bạn nhìn này. Đây này, bụi bặm nó đã dính vào đây này. Nhìn qua nhá, em chưa tháo ra nhá. Này. Đó. Đó. Tháo cái đồng hồ ra nhá.
mình dùng cả cái tủ vít nhìn lại nữa. Này, hai bên cái này nó có cái tem, mình cắt cái tem đi, cắt cái tem đi. Đó, đó là mình sẽ nạy ra. Đó. Ôi các bạn nhìn thấy này, kiến rất bẩn này. Đó. Đó thấy không? À, bây giờ em sẽ phải tháo nó ra bằng một kia trong cái đĩa, là lên cái đĩa. Để em tháo nó ra. Đó. Và khi mình tháo cái đâu thì mình vệ sinh như đấy luôn. Mình dùng bàn chải mình đánh luôn. Đó. Con chải mềm ấy, đấy, các bạn nhìn thấy nó rất bẩn đúng không? À, mình phải nhớ cái vị trí của nó nhé, nhớ vị trí của nó nhé. Đây em để luôn ở đây. Đó. Thứ hai. Rất đơn giản đúng không? Đấy. Rồi bánh thứ ba. Các bác chú ý là cái khe này này, nó có hai con đất vào đó, đất bẩn vào. Bánh thứ tư, gấp gấp bằng tay được hoặc lấy bằng tay được. Đó. Thì cho bác, cái này mình không cần phải thợ đâu, mình tự làm được mà. Nó dễ lắm. Những cái đồng hồ này rất là dễ. Đó. Đó. Mình xoay đi mình nhé. Mình chỉ cần lau khô thôi nhá. Đừng cần cho vào nước, không phải cho vào nước đâu các bác nhá. Cho vào nước thì mình lại mất một công nữa, đó là đợi nó khô, nó lâu. Tiếp. À, đây cái này bánh tử nó này. Cái máy này như thế nào thì máy điện tử cũng y như thế thôi. Nó cũng tạo như thế thôi. Chả khác gì cả. Đó. Rồi, đây như thế này. Đây, các bạn nhìn thấy này. Kiến rất nhiều. Rồi, đây mình sẽ tháo tiếp nhé. Mình nhạy này nhé. Đó. Các bạn cẩn thận không phải chọc vào cái cuộn điện này này. Cuộn điện này mà chọc vào là toi đấy nhé. Quá bẩn đúng không? Nhưng cái này nó có lỗ nên là mình phải lấy cái thổi bụi này mình thổi. Đó. Đó tiếp tục mình cũng lấy tiếp cái bánh răng này ra mình vệ sinh như cái bánh kia nhá, như cái bánh kia, không khác gì cả. Đó. Nhưng mà quan trọng là mình nhớ cái vị trí lắp vào thôi. Đây. Và khẳng định luôn chắc chắn 100% luôn là sẽ ok. Đấy, nó có ống như này mình nên lấy cái thổi bụi mình thổi. Thổi bụi này thổi đi. Đấy, các bạn nhìn thấy nó bẩn như thế này làm sao chạy được đúng không? Nó quá bẩn. Đó. Rồi bây giờ sẽ giải quyết cái chỗ này bằng cách lấy cái xịt xe máy ấy, mình xịt vào nhé, cái xịt xe máy ấy. Đấy, sau khi xong rồi mình sẽ lắp vào thôi. Đó, vệ sinh xong hết rồi em sẽ lắp vào thôi, rất đơn giản đúng không? Ngon ăn quá nhỉ. Đó. Mất thời gian tháo chỉ mất tí thời gian tháo đó thôi.
nó phải chú ý này để có dựng nó dính bẩn này, này. Đó, đây là mình chỉ bỏ nó ra nhá, không thì đừng có cố. Đó, sau đó mình sẽ lắp nốt vào. Và chú ý là cái mày phần này mình cũng phải vệ sinh cho sạch sẽ, đừng để nó bẩn. Lắp vào sao cho đúng chiều. Đó, mình sẽ lắp thử viên pin vào. Và cái này để lên tai nghe. Đó, không thì mình sẽ lắp pin vào. Đó, thế là mình đã lắp xong rồi, Mình có thể để vào tai nghe hoặc lắp pin vào để mình nghe xem máy nó có chạy không. Đó. Thế bây giờ mình lắp vào máy là ok không? Rất đơn giản đúng không? Đó, được rồi.